thì bây giờ cái cổ tử cung ngắn mà nó hơi hơi hé mở như vậy nè là nó sẽ không có giữ được cái thai. Nó bị cái cổ tử cung này có chức năng gì? Cái cổ tử cung này nó có chức năng là nâng đỡ cái thai ở trên, nó phải đóng kín nè, nó phải dài nè, giống như cái trụ bê tông của mình vậy đó. Thì ở trên mà có ai nhún nhảy thì nó cũng không có vỡ ra. Thì bây giờ nó yếu, nó ngắn lại và nó mở ra. Thì bây giờ mình sẽ phải khâu một cái mũi khâu nó như thế này. À, mình siết nó lại để cho ví dụ như mẹ có cái cơn gò tử cung hoặc là em bé nó lớn lên, nó nặng lên, nó không có bị tuột ra ngoài. Mình nói vậy cho nó dễ hình dung. Thì khi mà mình đâm cái kim này vô trong đây nè, nếu như mà mình khâu nó cao quá hoặc là cái mũi kim mình đụng vào cái màng ối, nó sẽ bị bể cái màng ối và lúc đó nó sẽ chảy ra. Quỳnh Hoa xin được chào mừng quý khán thính giả đang đến với series podcast Nhật ký bác sĩ, nơi chúng tôi kết nối và khám phá những câu chuyện y đức từ tâm đến từ các bác sĩ tài năng hàng đầu hệ thống y tế Vinmec. Và kính thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay mà chúng tôi muốn mang đến cho quý vị đó chính là khâu vòng cổ tử cung để giảm tỷ lệ sinh non, đúng hay sai? Sở dĩ mà chúng tôi muốn mang đến cho quý vị chủ đề này bởi vì các bà mẹ của chúng ta ơi, mỗi một lần mà chúng ta biết là mình có tin vui sắp chào đón một sinh linh đến với cuộc đời của mình thì kèm theo đó sẽ là những lo lắng về quá trình phát triển của con mình ở bên trong cơ thể của mình. Mỗi một hành trình thai kỳ sẽ là một quá trình khác nhau và mỗi một bà mẹ sẽ có những câu chuyện, những mong muốn khác nhau về quá trình sinh nở của mình. Và bên cạnh đó cũng có một số lưu ý, đó chính là những bà mẹ có tiền sử về sinh non hoặc là các bệnh lý liên quan đến cổ tử cung thì điều này khiến cho đội ngũ y bác sĩ của chúng tôi phải theo dõi và hỗ trợ mẹ bầu là một trách nhiệm vô cùng quan trọng. Thật sự dễ hiểu bởi vì nếu mà chúng ta có cái cảm giác là không thể kiểm soát được những biến số về sức khỏe của mình, về cơ địa của mình là rất thực tế. Và chính vì thế thì nỗi lo lắng về con của mình có phát triển khỏe mạnh hay không thì các bà mẹ của chúng ta sẽ tìm mọi cách tối ưu nhất để có thể bảo vệ con mình từ trong bụng. Và khâu vòng cổ tử cung có thể nói là một trong những kỹ thuật mà các bà mẹ tìm đến. Thế nhưng theo ý kiến của bác sĩ thì đây không phải là một kỹ thuật quá phổ biến. Vậy nên có một số người sẽ không có được những cái kiến thức cụ thể hơn về kỹ thuật này và thậm chí có những cái quan điểm sai lầm về chủ đề này. Chính vì thế, để có thể làm rõ hơn về chủ đề khâu vòng cổ tử cung để giảm tỷ lệ sinh non thì Quỳnh Hoa xin được giới thiệu đến quý vị bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Chí Quang, là trưởng khoa sản phụ khoa của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park, để chúng ta có thể có được những thông tin hữu ích nhất. Và xin được chào bác sĩ Chí Quang ạ. Vâng, xin chào Quỳnh Hoa và xin chào toàn bộ khán thính giả của chương trình. Thì có thể nói hôm nay bác sĩ Quang cảm thấy rất là vui và rất là cảm thấy là phấn khích trong lòng vì có một cái dịp để mà mình chia sẻ về cái chủ đề khâu vòng cổ tử cung. Thì có thể nói cái chủ đề này nó là một cái trăn trở lớn của không chỉ bác Quang mà tập thể các bác sĩ sản phụ khoa trong hệ thống Vinmec. Vì đâu đấy như Quỳnh Hoa có chia sẻ thì ngoài kia thì mọi người đang có cái xu hướng rằng là rất là trông chờ vào cái kỹ thuật khâu vòng cổ tử cung này có thể giúp cho điều trị và dự phòng sinh non, thậm chí ở trên những trường hợp là không có chỉ định sẽ dẫn đến những cái biến chứng và những cái hệ quả, trong khi cái lợi ích mang lại là không thực sự cần thiết. Thì hy vọng hôm nay bác Quang sẽ được trải lông mình ra để chia sẻ hết tất cả những cái kiến thức về chuyên môn mà bác sĩ biết được. Vâng. Yeah. Bác Quang chia sẻ là mình cảm thấy phấn khích và hào hứng một thì chắc là Quỳnh Hoa cảm thấy hào hứng hai. Vâng. Bởi vì có cơ hội được tiếp xúc và được nghe những cái lời khuyên, những cái chỉ dẫn rất là cụ thể và mang tính chuyên môn cao từ phía bác sĩ. Không biết là trong cái quá trình mình làm việc với nhiều mẹ bầu như vậy thì mình lắng nghe tâm tư hoặc là những cái chia sẻ của mẹ bầu thì mình có cảm xúc như thế nào trong suốt những thời gian qua? Vâng, thì trong những cái tâm tư và cái lo lắng của mẹ bầu thì bác Quang thấy rằng là cái quan tâm đến cái vấn đề sinh non là lớn nhất. Bởi vì Quỳnh Hoa biết không, sinh non tới bây giờ vẫn đang là chiếm nguyên nhân tỷ lệ tử vong hàng đầu trong tất cả các nguyên nhân. Và khi mà sinh non, nếu như bé có thể vượt qua được cái giai đoạn đó thì những cái biến chứng, những cái hệ lụy của cái chuyện sinh non cũng rất là nhiều. Ví dụ như bé có thể nuôi được nhưng sau đó sẽ bị những cái biến chứng về võng mạc, bé không có nhìn thấy được. Những cái biến chứng về chậm phát triển về vận động và nặng nề hơn là những cái chậm phát triển về tâm thần, về chỉ số IQ, khiến cho bé rất là khó để hòa nhập với lại cộng đồng. Dạ vâng, điều này thật sự rất là đáng lo lắng. Về bản thân Quỳnh Hoa cũng là phụ nữ thì mình nghĩ là cái thiên chức làm mẹ nó đã quan trọng rồi, nhưng mà cái thiên chức được nuôi con mình, thấy con mình lớn lên một cách khỏe mạnh nó lại còn quan trọng hơn nữa. Và nếu như mà trong cái quá trình đó bác sĩ lắng nghe tâm tư, những cái chia sẻ của các mẹ bầu á,
thì mình thấy có một cái trải nghiệm nào đặc biệt mà bác sĩ cảm thấy có nhiều cảm xúc nhất và muốn chia sẻ với khán giả? Nếu mà nói tới một cái case bệnh mà có ấn tượng đối với bác sĩ Quang thì cũng cách đây không lâu đâu, khoảng 3 tháng, cũng tại bệnh viện VMed Central Park này, một khách hàng có một cái tầm soát với cái siêu âm cổ tử cung bị ngắn hơn so với chỉ số bình thường và được nhập viện theo dõi. Tuy nhiên là không có những cái can thiệp một cách gọi là chuyên biệt, và sau đó diễn tiến thì nặng hơn, cổ tử cung mở thêm và ngắn lại. Và lúc này thì tuổi thai là 23 tuần, tức là ở cái ngưỡng dưới cái ngưỡng mà em bé có thể nuôi được. Thì thường nếu sanh ra thì mình chấp nhận là em bé sẽ tử vong ngay sau sanh. Và bệnh viện đã có một cái khuyến cáo là cho bệnh nhân về, rồi khi nào vào chuyển dạ tự nhiên thì quay lại sanh thôi. Thì khi bệnh nhân quay về thì không có cảm thấy rằng là an lòng và chấp nhận cái giải pháp vậy. Và do đó, và với cái sự tìm hiểu của bản thân khách hàng cũng như là những cái khuyến nghị từ người thân, thì khách hàng đã đến bệnh viện VMed để tìm thêm một cái ý kiến thứ hai. Yeah. Khi mà đánh giá cái trường hợp này thì chúng tôi thấy là chỉ là dạ sanh non thôi, và đi vào tới một cái tiến triển mà chuyển dạ sanh non, và nếu mà không có can thiệp mà đặc biệt tất yếu, em bé sẽ sinh ra đời. Và đó là một cái trường hợp mà chúng tôi áp dụng cái kỹ thuật gọi là khâu vòng cổ tử cung cấp cứu. Thì như thế nào gọi là khâu vòng cổ tử cung cấp cứu thì có thể sẽ chia sẻ phần sau với Quỳnh Hoa. Nhưng mà cuối cùng thì em bé có thể giữ được tới 37 tuần rưỡi và sanh ra là 2,7 kg. Yeah. Thì sau cái ca này thì bệnh nhân và người nhà rất là cảm kích y bác sĩ. Cái cảm giác rằng là từ dưới vực thẳm được vớt lên trên bờ, yeah, kiểu vậy. Vâng. Thật sự, nói thì cũng thật sự đáng giận. Nếu như mà chúng ta, bản thân chúng ta là những người mẹ rất là bình thường ở bên ngoài, chúng tôi sẽ không biết rõ những cái nguy cơ về cổ tử cung như thế nào, thì chúng tôi mới tìm đến các y bác sĩ. Và có một điều mà Quỳnh Hoa cũng trò chuyện với bác sĩ Ngọc Anh là giám đốc chuyên môn của VMed của chúng ta, cũng có nói là ở đây thì chúng ta có một cái second opinion, có nghĩa là cái ý kiến thứ hai. Đúng để rồi. Mà chúng ta tham khảo khắp mọi nơi để xem có phù hợp với mình hay không. Vâng. Và có thể giúp cho mẹ bầu từ những cái nỗi lo lắng khôn nguôi của mình để mà họ đón đứa con 2,7 kg là quá là dễ thương, đúng không bác dạ, sĩ đúng ạ? Rồi. Dạ. Vậy thì có hai câu hỏi mà Quỳnh Hoa muốn hỏi bác sĩ. Thứ nhất đó là cái quá trình mà mang thai của mình lo lắng, mình sốt sắng, mình tâm trạng bất an, nó ảnh hưởng đến thai nhi như thế nào? Và điều thứ hai thì bác sĩ có chia sẻ cái trường hợp vừa rồi là cái độ dài của tử cung á, nó có thể quá dài hoặc quá ngắn, nó sẽ ảnh hưởng đến bệnh lý của chúng ta như thế nào? Vâng. Thì xin phép được trả lời cái câu hỏi thứ hai của Quỳnh Hoa trước. Thì nói về cái chiều dài cổ tử cung thì thực sự đây là một cái vấn đề cũng còn là khá là mới so với lại cái kiến thức của thế giới nói chung. Bởi vì trước đây á, người ta thấy những trường hợp sanh non và người ta không biết là vì sao lại sanh non. Một cái khoảng thời gian dài nghiên cứu và tìm kiếm thì người ta phát hiện ra rằng là có một cái thuộc tính của cổ tử cung, tức là chiều dài nó còn dài hoặc nó ngắn đi, nó quyết định đến cái chuyện rằng là sanh non có diễn ra hay không. Thì dạo gần đây thì người ta mới tiến hành những cái nghiên cứu để mà set up ra được một cái khoảng mà tại cái điểm cắt đó, nếu mà cái cổ tử cung ngắn hơn nữa thì có thể sẽ diễn tiến sanh non. Còn nếu trên cái ngưỡng cắt đó thì mình có thể yên tâm. Cụ thể hơn thì cái chiều dài cổ tử cung của người phụ nữ khi mang thai trung bình là từ 30-40 mm. Thì khi mà bắt đầu dưới 30 là bắt đầu mình có thể lo lắng, quan tâm và khảo sát một cách liên tục hơn. Thì khi dưới 25 hoặc là dưới 15 thì tùy vào cái đối tượng của bệnh nhân khác nhau, đó là những cái lúc mà mình có thể can thiệp. Thì nói về cái chiều dài cổ tử cung, đây là một cái vấn đề mới và chỉ xuất hiện dạo gần đây thôi. Một số những cái trung tâm, những cái bệnh viện thì còn chưa có quan tâm tới cái việc mà sàng lọc, tầm soát, đo chiều dài cổ tử cung ở trên nhóm đối tượng bệnh nhân là không có triệu chứng. Tức là bệnh nhân đến khám thai không có triệu chứng của sinh non gì cả, nhưng mà mình cũng vẫn phải nên có một cái động thái là siêu âm ít nhất một lần để đo cái chiều dài kênh này, và đưa bệnh nhân vào hai nhóm nguy cơ cao hoặc nguy cơ thấp. Nếu bệnh nhân nhóm nguy cơ cao thì mình sẽ phải sàng lọc tiếp, còn nguy cơ thấp thì mình có thể cư xử như bệnh nhân khám thai theo thường quy bình thường. Cũng như câu hỏi thứ nhất của Quỳnh Hoa thì cái tâm trạng, những cái lo lắng của bệnh nhân thì có liệu có ảnh hưởng đến sanh non hay không, thì cái vấn đề này thì cũng phổ biến thôi. Thì chắc chắn như chúng ta đều biết rằng là stress nè, những cái trầm cảm trong quá trình mang thai đều ảnh hưởng tiêu cực đến cái outcome, tức là cái dự hậu của thai kỳ. Khi mẹ, người mẹ bị stress, bị trầm cảm thì tự cơ thể mình sẽ tiết ra những cái hormone, những kháng viêm, ví dụ như corticoid và nhiều cái hóa chất khác nữa, thì nó sẽ có thể thúc đẩy cái quá trình sanh non hoặc là thai bị chậm phát triển trong tử cung. Dạ vâng, thì những cái nỗi lo lắng đó mình cũng không trách được, tại vâng. vì
một cái em bé rất là nhỏ xíu mà mong manh dễ vỡ, mình có thể cảm nhận được là lớn lên trong người của mình từng ngày một, thì cái nỗi lo lắng nó rất là quan trọng. Bởi thế thì các bà mẹ của chúng ta sẽ tìm mọi cách để có thể thăm khám thường xuyên hơn, sàng lọc thường xuyên hơn. Và có một cái điều mà bác sĩ chia sẻ về cổ tử cung đó mới đây thôi, thì thông tin này đã được phổ biến nhiều hay chưa để các mẹ của chúng ta, các mẹ bầu của chúng ta biết được những cái thông tin đó và tìm kiếm những cái thông tin đó ở những nơi chính thống, an toàn và cụ thể hơn để có thể bảo vệ được con mình. Khi nói đến cái việc mà mình đo cái chiều dài kinh cổ tử cung để mà sàng lọc cái nguy cơ sinh non của bệnh nhân, thì thực sự đây là vẫn còn là một cái vấn đề mới và không phải là các nơi nào, bệnh viện nào cũng áp dụng một cách thường quy. Ở chiều hướng ngược lại, người ta lại áp dụng một cách thường quy quá và có những cái khảo sát tương đối là hơi quá mức cần thiết. Thì đâu là cái gọi là cái kiến thức đúng về cái vấn đề này, thì bác sĩ Quang sẽ xin chia sẻ như sau. Thì ít nhất trong một cái thai kỳ mình sẽ cần siêu âm đo cái chiều dài kinh cổ tử cung một lần. Đối với trường hợp bệnh nhân hoàn toàn bình thường, không có bất cứ một cái tiền căn của sinh non gì hết, và cái thời điểm mà mình khảo sát bắt đầu từ lúc 18 tuần cho tới lúc 24 tuần. Ở thời điểm này, nếu mà mình đo chiều dài cổ cung bình thường từ 30 tới 40 thì mình có thể không cần phải làm lại và mình khám thai như thường quy. Tuy nhiên, nếu như mà bệnh nhân có tiền căn sinh non thì mình lại chia ra làm hai cái trường hợp nhỏ nữa. Là nếu mà lần trước bệnh nhân có sinh non mà trong tam cá nguyệt thứ hai, tức là từ 14 tới 28 tuần là sinh rất là non đó, cái khả năng mà nuôi em bé sẽ rất là khó đó, thì đây là đối tượng cần cực kỳ quan tâm đặc biệt. Thì cái việc khảo sát cái chiều dài cổ tử cung này á, mình phải thực hiện vào lúc thời điểm 14 tuần, tức là sớm hơn. Để chi vậy? Để khi mà mình phát hiện nó ngắn á, thì mình còn cái những cái can thiệp và điều trị kịp thời. Còn nếu mà người mẹ có cái tiền căn sinh non mà trễ hơn trong tam cá nguyệt thứ 3, tức là từ 28 cho tới 36 tuần, trước 37 tuần, thì mình sẽ sàng lọc cái này vào thời điểm là 16 tuần. Dạ, và tùy vào cái kết quả sàng lọc lần đầu đó, kích thước là bao nhiêu, cái chiều dài cổ tử cung bao nhiêu, thì mình sẽ có ra một cái, mình phải đưa cho khách hàng một cái treatment plan, tức là một cái kế hoạch điều trị, một cái kế hoạch theo dõi như thế nào. Nếu nó giữ nguyên thì mình làm sao, nếu mà nó giảm đi và giảm bao nhiêu thì mình làm sao, và giảm hơn nữa thì mình làm sao. Vâng. Và không biết là trong cái quá trình công tác của mình thì bác sĩ thấy là cái tỷ lệ mà các bà mẹ đến để mà có thể thăm khám sàng lọc sớm để có thể bảo vệ được đứa con ở trong bụng của mình nó có cao không, hay là vẫn có một số người ỷ y về sức khỏe của mình, hoặc có những người họ không có cái kiến thức đầy đủ để có thể quan tâm đến vấn đề này? Vâng, thì cái việc mà khám thai đó thì khách hàng cũng sẽ có cái xu hướng rằng là chọn lựa nhiều cái cơ sở y tế khác nhau để đến thăm khám. Thì những khách hàng nào mà đến khám thai trễ với VMAC, ví dụ như tới khoảng 36 tuần hoặc là từ 28 tuần trở đi mới đến khám đó, thì cứ 3 khách hàng thì chỉ có một khách hàng là được siêu âm đo cái chiều dài kinh cổ tử cung từ lúc 18 tuần mà thôi. Còn hai khách hàng thì người ta bỏ lỡ cái chuyện đó. Thì đương nhiên người ta may mắn khi đến với mình ở khúc sau thai kỳ thì nó đỡ. Nhưng mà sẽ có rất là nhiều trường hợp mà không làm như vậy khi vào sinh non. Mình không biết lý do vì sao. Và thật ra những cái nhóm đối tượng đó là những cái khách hàng có thể phòng tránh được khi mà nếu mà mình phát hiện kịp thời. Dạ vâng. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và nếu như mà các mẹ chúng ta đang xem chương trình này thì hãy dành thời gian thăm khám sàng lọc sớm nhất có thể để chúng ta có thể chào đón một em bé khỏe mạnh, đầy đủ gọi là ký để mũm mĩm, để mình cảm thấy là yên tâm trong cái quá trình mà nuôi con của mình phát triển lớn lên. Châu Quỳnh Hoa hỏi thêm một câu nữa là nếu như mà mình thăm khám và mình phát hiện ra là bản thân của mình có nguy cơ là cổ tử cung ngắn và có nguy cơ ảnh hưởng, có cái nguy cơ là sinh non cao, mình sẽ quyết định áp dụng kỹ thuật khâu vòng cổ tử cung, ví dụ như vậy, nó có ảnh hưởng nhiều đến em bé trong bụng của mình không? Vâng, thì không chỉ riêng Quỳnh Hoa hỏi bác quan câu này đâu, thì gần như tất cả các bệnh nhân một khi mà được bác sĩ chỉ định rằng là cần phải khâu vòng cổ tử cung thì mẹ nào cũng rất là lo lắng. Vì khi mình mang thai đó, không có ai mà muốn phải đụng dao kéo, phải nhập viện, phải phẫu thuật rồi nằm viện theo dõi, rất là lo lắng. Thì hai cái câu hỏi mà bệnh nhân thắc mắc đó là, thứ nhất á, là tôi mổ vậy, tôi khâu vòng vậy á, như vậy á, rồi cái thuốc tê rồi thuốc mê rồi nó có qua em bé, nó có ảnh hưởng đến cái trí tuệ, sự phát triển của em bé này sau này hay không. Và cái thứ hai đó, thì tôi nghe nói rằng là khi mang thai mà mình bất cứ đụng chạm gì trên cái cơ thể mình thì cũng có thể là tự bản thân nó cũng là kích hoạt thêm, dễ làm cái sinh non hơn. Nhiều mẹ kỹ càng nói vui mà Bình Hoa biết đó, cả suốt thai kỳ rồi hai vợ chồng coi như là ngủ riêng luôn, không có dám ngủ chung. Thì đó là những cái tâm lý rất là thường gặp. Thì tuy nhiên kỳ thực đó, thì cái phẫu thuật khâu vòng cổ tử cung này tương đối là được xếp vào cái nhóm an toàn, ít biến chứng.
Thứ nhất là về cái kỹ thuật vô cảm khi mà mình làm cái phẫu thuật này, đó chính là mình có thể an thần nhẹ, hoặc là để mà êm dịu hơn thì mình có thể gây tê tủy sống, tức là mẹ sẽ vẫn luôn giữ được cái nhận thức với cái môi trường xung quanh đủ để đáp ứng cái nhu cầu vô cảm, tức là không bị đau, để mà có thể cái phẫu thuật mình diễn tiến nó nhẹ nhàng. Và những cái thuốc đó nó mang tính chất tại chỗ để ít có qua toàn thân, gần như là không có ảnh hưởng gì tới em bé. Thì Quỳnh Hoa biết đó, trong cái quá trình mình mang thai, người mẹ cũng có thể bị viêm ruột thừa nè, viêm túi mật nè, bị chấn thương và cần phải lên phòng mổ để có những cái can thiệp phù hợp, thì những cái thuốc tê thuốc mê đó cũng không hề ảnh hưởng gì đến cái sự phát triển của em bé hết. Thì những dữ kiện hiện tại cho thấy rằng là khi người mẹ nếu bắt buộc phải có cái chuyện can thiệp thì những cái thuốc tê thuốc mê đó là an toàn. Còn cái thứ hai là một cái câu hỏi rằng là việc mà mình đụng chạm vào người mẹ như vậy là liệu nó có kích hoạt thêm cái quá trình sinh non hay không, thì cái câu hỏi này thực sự là rất là hay và cũng khá là khó để cho các bác sĩ trả lời. Nếu các bác sĩ trả lời một cách gọi là không có khéo léo á, thì vô tình sẽ làm cho người mẹ còn lo lắng thêm. Thì nhất là khi mà mình phẫu thuật ở đây là mình sẽ để bác sĩ Quang mô tả thêm cho Quỳnh Hoa dễ hiểu hơn ha. Quỳnh Hoa có thể tưởng tượng như là cái nắm tay này của bác Quang là cái tử cung chứa em bé, bốn ngón tay chụm lại nhô ra như thế này là cái cổ tử cung. Thì bây giờ cái cổ tử cung ngắn mà nó hơi hé mở như vậy nè là nó sẽ không có giữ được cái thai. Nó bị cái cổ tử cung này có chức năng gì? Cái cổ tử cung này nó có chức năng là nâng đỡ cái thai ở trên, nó phải đóng kín nè, nó phải dài nè, giống như cái trụ bê tông của mình vậy đó. Thì ở trên mà có ai nhún nhảy thì nó cũng không có vỡ ra. Thì bây giờ nó yếu, nó ngắn lại và nó mở ra, thì bây giờ mình sẽ phải khâu một cái mũi khâu nó như thế này, mình siết nó lại để cho ví dụ như mẹ có cái cơn gò tử cung hoặc là em bé nó lớn lên, nó nặng lên, nó không có bị tuột ra ngoài. Mình nói vậy cho nó dễ hình dung. Thì khi mà mình đâm cái kim này vô trong đây nè, nếu như mà mình khâu nó cao quá hoặc là cái mũi kim mình đụng vào cái màng ối, nó sẽ bị bể cái màng ối và lúc đó nó sẽ chảy ra. Thì đúng là cái lo lắng của mẹ là cái phẫu thuật đó nó có thể làm kích hoạt thêm cái quá trình sinh non. Tuy nhiên nếu mà bác sĩ thực hiện cho khách hàng là bác sĩ có nhiều kinh nghiệm, việc lựa chọn cái vị trí đặt cái mũi khâu này thiệt là thích hợp, sao cho mình đừng khâu thấp quá. Khi mình khâu thấp quá thì nó sẽ kém hiệu quả đó, còn mình đừng khâu cao quá thì nó cũng sẽ khá là nguy hiểm. Ở một mức cân bằng thì việc cái mũi khâu này ép cái cổ tử cung này chỉ có mang tác dụng lợi ích duy trì tiếp cái thai kỳ chứ không có làm tăng cái nguy cơ sinh non. Dạ vâng, nếu như vậy thì Quỳnh Hoa xin được phép quay lại cái câu chuyện mà lúc đầu bác sĩ Quang chia sẻ, đó chính là trường hợp là phải cấp cứu luôn và phải thực hiện cái kỹ thuật này để có thể bảo vệ được em bé trong một cái thời gian thai kỳ cũng đã lớn rồi. Nếu như thế thì không biết là những cái thách thức, cái nguy cơ của các bác sĩ khi mà khâu vòng cổ tử cung đó nó có cao không, nó có vất vả hay không? Để hiểu thêm về cái kỹ thuật khâu vòng cổ tử cung đó Quỳnh Hoa, thì mình cũng cần phải phân biệt ra làm hai cái trường hợp. Một là khâu vòng cổ tử cung cấp cứu, tức là bệnh nhân nếu mà không can thiệp là chắc chắn là sẽ dẫn đến cái sinh non. Và cái thứ hai là khâu vòng cổ tử cung chương trình, tức là bệnh nhân mới có cái nguy cơ có thể diễn tiến tới sinh non, tức là cái cổ tử cung mình mới ngắn lại thôi, nó chưa có mở và có thể là bệnh nhân chưa có cái cơn gò cổ tử cung, thì mình có thể khâu theo chương trình thì kỹ thuật nó tương đối là đơn giản hơn, ít biến chứng hơn. Còn riêng cái khâu vòng cổ tử cung mà cấp cứu á, thì đây thực sự là một cái thách thức rất là lớn, và cũng ít có các trung tâm nào có thể can thiệp được, có thể làm được, bởi vì cái rủi ro và cái nguy cơ nó cũng khá là lớn. Để chia sẻ thêm cho Quỳnh Hoa và quý khán thính giả có thể hiểu hơn về cái khâu vòng cổ tử cung cấp cứu, thì đây là một cái trường hợp khách hàng sinh năm 1998, tức là cũng còn khá trẻ. Tuy nhiên là bệnh nhân lập gia đình và mong con cũng đã 3 năm. Đứa con này thì cũng là trong cái sự mong đợi của khách hàng rất là nhiều. Đó là cái câu chuyện mà lúc đầu bác Quang chia sẻ với Quỳnh Hoa đó. Thì bác Quang vẫn nhớ như in cái buổi chiều thứ năm đó, trời ngoài thì mưa tầm tã. Khách hàng thì có cái một cái diện mạo cũng khá là tất tả. Bác Quang còn nhớ anh xã đó thì nói vui thì hai tay xăm bít hết hai tay, rồi quần thì một ống cao ống thấp, thì vào để rất là sốt sắng muốn gặp bác sĩ, vì lúc đó cũng 16 giờ chiều rồi, họ sợ không gặp được bác sĩ. Thì theo cái khuyến nghị của người nhà thì có tới tìm trực tiếp bác Quang. Thì bác Quang sau khi nghiên cứu hồ sơ và thăm khám rất là kỹ càng cho khách hàng thì thấy rằng là rất là nặng. Vì lúc này chúng tôi siêu âm kiểm tra lại thì cái chiều dài của cổ tử cung á, Quỳnh Hoa đoán biết bao nhiêu mm không? Em không có kinh nghiệm chuyện này. Nó chỉ còn có 2 mm mà thôi.
Tức là bình thường một cái cổ tử cung 40mm như thế này mà bây giờ nó ngắn lại, nó chỉ còn có 2mm và nó đã mở ra luôn. Và khi mà chúng tôi trong cái nghiệp phục khám thì có gọi là mình đặt cái mô vịt để mình quan sát cái cổ tử cung á, thì mình nhìn được trực tiếp là một cái túi ối, nó phồi, nó phồng ra ngoài cái cổ tử cung. Thì bình thường cái cổ tử cung nó đóng ở cái như thế này nè, thì tất cả mọi thứ em bé túi ối nó sẽ nằm ở trên mà mình nhìn từ đây mình nhìn tới nó không bao giờ mình thấy được cái gì hết. Còn đây cổ cung nó đã mở được hai phần và cái túi ối nó phồng ra ngoài như thế này. Thì bây giờ tưởng tượng như chỉ cần một cái hắt hơi của bệnh nhân hoặc là chỉ cần một cái cơn gò tử cung là cái túi thai, cái túi ối nó có vài em bé có thể tuột ra ngoài. Thì gần như là nếu mà không có can thiệp gì á, thì sanh non sẽ dẫn đến tất yếu. Thì khi mà nhận những cái ca này á, thì chúng tôi cũng rất là lo lắng. Và cái nhu cầu của cái việc mà cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng về lợi ích và cái nguy cơ của thủ thuật này rất là quan trọng. Và khách hàng phải đồng thuận, chia sẻ với lại bác sĩ về cái rủi ro trong phẫu thuật thì chúng tôi mới làm. Thì đó là lý do khách hàng tới. Thì chúng tôi tiến hành cho bệnh nhân nhập viện và hoàn tất thủ thuật hồ sơ thì 20 giờ đêm. Thì bởi vì mới gọi là cấp cứu là vậy. Và tiến hành khâu luôn cho bệnh nhân. Thì cái câu hỏi rằng là khi mà túi ối nó phồng ra ngoài như thế này nè, thì bây giờ làm gì còn chỗ để mình khâu. Mình chỉ cần khâu cái mình bóp vô cái là bể túi ối là nước nó chảy ra ngoài, là coi như là thua luôn. Thì bây giờ mình phải suy nghĩ một cái cách nào đó để mà đẩy cái túi ối này ngược lên trên, chảy ngược lên trên. Thì chúng tôi đã nghĩ ra một cái phương án như sau. Chúng tôi đặt một cái ống sông gần cái túi ối này, và chúng tôi bơm nước từ từ lớn lên. Thì cái túi nước trong cái ống sông này nè, nó sẽ kháng lực lại với lại cái túi ối, và nó đẩy từ từ cái túi ối lên trên. Và khi túi ối vừa đẩy được lên trên này, còn đủ cái chỗ để mà mình khâu, thì mình mới bắt đầu khâu được cái cổ tử cung này. Thì cái quá trình này nó đòi hỏi một cái sự rất là tỉ mỉ và chi tiết. Vì Quỳnh Hoa tưởng tượng là khi mình đặt cái ống này, mình bơm một cái thể tích nước á, nếu mà nó căng quá hoặc mình bơm nhanh quá thì có thể là làm bể luôn cái túi ối này trước khi là mình khâu. Đó, thì phải rất là chậm từ từ, dùng những cái vật liệu nó tốt để có thể mà không có nguy hiểm đến cái túi ối. Và sau khi mà khách hàng đẩy được túi ối và khâu thì cái ca phẫu thuật tiến hành nó thành công. Và siêu âm kiểm tra ngay tại phòng mổ thì cái cổ tử cung nó đã dài là được 30mm. Tại vì khi mà túi ối đẩy vô trong mình khâu lại như vậy thì cái điểm mà mình đo thì nó sẽ là từ đây tới đây. Là nó sẽ được là 30mm. Thì sau đó bệnh nhân cũng chỉ nằm theo dõi trong vòng một ngày. Sáng hôm sau siêu âm kiểm tra lại, cái cổ tử cung dài 30mm, tim thai tốt, em bé phát triển bình thường, là bệnh nhân có thể xuất viện. Và như cái chia sẻ đó, thì cái ca này mình dưỡng thai được tới 37 tuần rưỡi. Và em bé sinh ra là 2,7kg. Thì đây là cái ca mà bác Văn nhớ mãi. Bởi vì mặc dù là khách hàng rất là lo lắng, nhưng mà cái thai của cổ mới có 23 tuần thôi. Gần như là dân gian mình nói vui là hết cứu. Tức là nếu sanh ra là không nuôi được. Em bé kích thước lúc đó siêu âm chỉ có 350g thôi. Là dưới cái ngưỡng nuôi của y học. Đó, thì thành thử ra là nếu mà mình biết là một cái phẫu thuật nó nguy cơ cao nhưng mà không làm không được. Nghe bác Quang chia sẻ thì cái tim của Quỳnh Hoa nó từ đập mạnh xong rồi không dám đập cho tới khi thở vào nhẹ nhõm ra. Cái quá trình của mình thật sự rất là nể phục đội ngũ y bác sĩ của Vinmec. Chúng ta cũng xin chúc mừng cho khách hàng nữ của chúng ta đã mẹ tròn con vuông. Bác Quang cũng đã từng gặp một trường hợp rất là đáng tiếc, là bệnh nhân khâu hơi sớm một chút, hơi quá chỉ định một chút. Và cái nơi khâu cho khách hàng thì khâu siết quá chặt, làm cho cái cổ tử cung nó hoại tử. Và nó bị phù nề, và nó gia tăng cái kích thước của cái cổ cung đến độ mà cái cổ cung nó nhô hẳn ra ngoài. Người ta gọi là bị xa, thì xử lý nó cũng khá là khó khăn. Thật sự là không ai muốn là trong cái quá trình mang thai mà mình có những cái vấn đề như vậy. Nhưng nếu như mà lỡ có cái vấn đề đó thì chúng ta cần có những cái ý kiến sáng suốt. Chúng ta cần tìm đến những cái trung tâm y tế mà đội ngũ y bác sĩ có kinh nghiệm, có chuyên môn để mà có thể tư vấn chúng ta, và thậm chí là họ có đạo đức để mà có thể khuyên nhủ chúng ta những cái biện pháp thích hợp, chứ không phải là theo yêu cầu của bản thân mình. Nhiều khi mình lo lắng rồi lại làm theo như thế. Và nếu như mà một mẹ bầu có về nguy cơ là sinh non và quyết định là sử dụng phương pháp này, vậy thì không biết là có thể là mẹ bầu lo lắng là có bị đau hay không, và cái đau đó nó có ảnh hưởng tới con mình hay không, và quá trình mà mình sinh hoạt cần có những cái lưu ý sau đó, sau hậu phẫu đó, thì mình có cần có những cái lưu ý gì để bảo vệ sức khỏe không? Vâng,
Thì nếu một khi mà người mẹ đã có cái chỉ định mình khâu vòng cổ tử cung đó, thì đảm bảo rằng là cái thủ thuật nó sẽ không có gây đau cho mẹ. Vì Bình Hoa biết không, nếu mà bất cứ một cái đau nào đó, thì bệnh nhân sẽ không có hợp tác và bác sĩ sẽ không làm được. Cho nên bất cứ một cái can thiệp nào trên khách hàng, không chỉ riêng cái phẫu thuật này đâu, thì chúng tôi phải đảm bảo tuyệt đối là bệnh nhân cảm thấy là không đau trong cái quá trình mà thực hiện cái phẫu thuật thủ thuật. Thì bên cạnh đó, tại Vimec đó thì lại rất là chú trọng cái chuyện mà giảm đau sau mổ nữa. Thì có thể sẽ hẹn Quỳnh Hoa một cái chủ đề khác về những cái kỹ thuật gây tê rất là tiên tiến tại Vimec, ví dụ như là gây tê thần kinh thẹn nè, trong cái xanh không đau, rồi gây tê cơ buông thắt lưng, gây tê cơ dựng sống, rất là nhiều kỹ thuật. Yeah. Thì đảm bảo nếu mà khách hàng đã tìm tới Vimec Central Park thì chắc chắn là vấn đề đau không có đặt ra nữa. Và cũng như là cái hậu phẫu thì cũng khá là nhẹ nhàng, bệnh nhân chỉ cần nằm viện một ngày thôi là có thể xuất viện được. Yeah. Sau đó có thể sinh hoạt lại như bình thường. Yeah. Đúng là cái gì nhiều quá nó cũng không tốt, hoặc là ít quá nó cũng không tốt, phải vừa phải, đúng liều lượng, đúng thời gian thì mới có thể mang đến được kết quả tốt nhất. Vậy thì đối với các mẹ bầu của chúng ta, cả những mẹ bầu mà chưa có tiền sử về sinh non hoặc là có nguy cơ cao, thì không biết là bác sĩ của mình sẽ có những lời khuyên nào dành cho các mẹ? Vâng, thì nãy giờ mình nói cũng tương đối là dài với nhiều cái thông tin cũng rất là chuyên biệt, nên là bác Quang cũng sợ rằng là mọi người cũng cảm thấy chút hoang mang đó Quỳnh Hoa. Thì thông điệp cuối cùng mà bác Quang muốn mang lại cho mọi người là có 3 thông điệp như sau. Thứ nhất là ít nhất là mỗi người khi mà mình mang thai thì mình sẽ cần phải siêu âm đo cái chiều dài kênh cổ tử cung để tầm soát xem mình có nguy cơ sinh non hay không. Thì nếu mình là người mang thai lần đầu chưa có tiền căn gì hết thì hãy thực hiện nó ở thời điểm khoảng 18 tuần. Còn nếu mình đã có tiền căn sinh non rồi thì mình thực hiện sớm hơn ở thời điểm khoảng 14 tuần. Điểm thứ hai thì khi mình tiến hành những cái sàng lọc đó rồi thì mình cũng cần biết rằng là khi nào mình cần phải can thiệp. Thì đối với nhóm đối tượng thứ nhất, tức là không có tiền căn sinh non, thì khi cổ cung mình dưới 15mm thì mình mới cần cân nhắc phải khâu vòng. Còn nhiều hơn thì có thể mình phải chờ lại. Và còn nếu mình là cái nhóm mà đã có tiền căn sinh non rồi thì mình sẽ phải thực hiện cái khâu vòng cổ cung được sớm hơn, ở cái mốc khoảng cỡ 25mm. Thì lẽ dĩ nhiên cái con số này nó không có quá là tuyệt đối, trong y khoa thì không có thể nào tuyệt đối được. Thì mình hãy thảo luận thêm với bác sĩ điều trị chính của mình để ra được một cái quyết định chính xác. Và cái thông điệp cuối cùng bác Quang muốn mang tới mọi người là mình sẽ cần phải biết thêm là trên đời này không phải là chỉ có khâu cái cổ tử cung theo dạng chương trình, mà còn một cái chỉ định gọi là khâu cổ tử cung là cấp cứu, tức là nó là một cái cú cánh cuối cùng dành cho những cái trường hợp mà cổ tử cung đã mở, bệnh nhân đã có cơn gò, nguy cơ sinh non đã rất là gần. Thì xin đừng từ bỏ hy vọng mà hãy tìm thêm những cái cơ sở y tế có nhiều kinh nghiệm và có thể thực hiện tốt cái kỹ thuật khâu vòng cổ tử cung cấp cứu. Và nếu thành công thì mình vẫn có thể dưỡng thai được và duy trì được thai kỳ. Dạ vâng. Dạ vâng. Không có cái hạnh phúc nào hơn là việc chúng ta có thể chào đón một thiên thần khỏe mạnh ở trong cuộc đời của mình. Và nếu như các mẹ, các bố mẹ đang có dự định là sinh con hoặc là đang trong quá trình thai kỳ thì chúng tôi khuyên quý vị cần phải đi thăm khám sớm để có thể biết được những nguy cơ hoặc là cái cách nào đó để bảo vệ con mình trong quá trình thai kỳ tốt nhất có thể. Và quý vị ơi, hãy nhớ đến những trung tâm uy tín, chất lượng, đội ngũ chuyên môn cao để chúng ta có thể đặt lòng tin của mình vào đấy quý vị nhé. Vậy cũng như vậy thì Quỳnh Hoa rất là cảm ơn bác sĩ Chí Quang đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và chúc cho bác sĩ thật nhiều sức khỏe. Vâng, cảm ơn Quỳnh Hoa rất là nhiều. Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, nếu như mà quý vị có bất kỳ những câu hỏi nào liên quan đến chủ đề ngày hôm nay thì quý vị cứ bình luận bên dưới để chúng tôi có thể phản hồi đến cho quý vị sớm nhất có thể. Cũng như nếu như quý vị muốn đặt lịch trực tiếp để gặp gỡ bác sĩ Chí Quang thì chúng tôi cũng có đường link để cho quý vị click vào đó để đặt lịch cùng với chúng tôi quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay, và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong series podcast Nhật ký bác sĩ với những chủ đề lý thú hấp dẫn cũng như là rất quan trọng, cần thiết để bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Chúc cho quý vị có một ngày thật tuyệt vời. Còn bây giờ, Quỳnh Hoa và bác sĩ Chí Quang xin thân ái chào tạm biệt.